Vâng, xin chào bà con các bạn. Đây này mấy thợ xây các bác ạ. Lấy cuối tuần thế là chú ở nhà họ động viên một tí để mấy anh em làm sát quán thịt trâu. Về tí mấy anh em xào xáo. Bây giờ xin mời bà con các bạn cùng em đi chuẩn bị nhá. Đấy, 100 đồng tiền công bằng 1 đồng tiền thưởng, chú nhà họ cũng quan tâm lắm các bác ạ. May quá làm sát bên quán thịt trâu. Đây, hai bà cháu mình về bắt tay và làm đây. Xin mời bà con các bạn nhá. Chào các bạn nhá, hôm nay thứ 7 cuối tuần đây. Mấy anh em thợ xây chúng tôi này có tí chương trình các bác ạ. Này ấy, này thứ... Đây, các bác này. Đố các bác biết món này là món gì nhá. Đặc biệt đấy. Đàn ông ăn món này cho nó... cứng gân cứng cốt rồi còn đi xây dựng các bác ạ. Các bác thấy thế nào? Kết nhất vẫn là dấu rau muống các bác nhỉ. Phải tranh nhau mới mua được chứ các bác ạ. Nông thợ xây không sành ăn. Cái bạc nhà cái này rất là ngon nhá, xào mấy rau muống cũng ngon này. Đấy, ai chưa ăn vào nhà thì phụ mấy thợ xây. Ăn nó quen đấy, tuần sau không có là nhớ đấy. Đây một thợ Thái, một thợ một xu dưới các bác ạ. Nhà nó nhiều lốc. Cái Thái thì thôi, tí mà ướp gia vị vào, bắt đầu thợ đi xây về thì tắm rửa xong lại em mới xào. Thế nó lóng. Các bác cái trông này thôi nhưng mà xào lên rất là ngon nhá. Ngon đấy, đặc biệt đấy, ăn cái này mới là ngon này. Nó dai dai, ngấy ngấy, ngon cơ, chứ lạc quá ăn nó lại không đúng kiểu rồi chứ. Này may quá, vớ được ông thợ để ông không đi xây, ông lại ông phụ làm nhắm. Chở từ Hà Nội về đấy, về Hà Nội về đấy. Tớ là từ Canada. Đây các bác này có một mâm cơm thôi mà một thau rau muống cái này. Vừa thịt trâu vừa bỏ lộm, tối cái món lộm này đặc sản nhất đấy. Tối thì em bỏ trộn nham. Các bác cùng chờ kết quả với em nhá. Những cái trâu xào tôm muống cứ phải có tỏi nhiều các bác ạ, đây là tỏi ta đây. Rất là thơm. Tôm muống trộn thì cũng cần phải cần đến tỏi, mà xào với trâu thì cũng phải tỏi. Đây là cái món là lợn que các bác nhá. Lợn này lợn mán đây. Đấy, hôm lâu ăn còn thì để lại một, hai cái đoạn này để lay lại bỏ lướng này. Ăn thơm. Tối thì bỏ lướng, hôm lâu thui rồi đây, vàng ruộm luôn. Tối này bỏ vào lướng hoặc là bỏ vào lò vi sóng. Mán xịn đấy các bác ạ, 3 lùng 1 lỗ đấy. Đừng quá. Đây. Đấy tối mình bỏ mình lướng hoặc cho vào lồi chiên không dầu. Ở đây cũng gia vị hết rồi này. Ừ. Tắm ướp co qua rồi đấy. Con đấy đặc sản đấy. Con này ăn mới tuyệt vời này. Này uống rượu thì thôi rồi. Hôm nay mát trời các bác ạ. Là thấy được tuyệt vời luôn đấy. Giờ món này giờ ăn những cái món này mới là ngon này. Ừ. Món này khoái khẩu ngon, trông ngon đấy. Khối ra đấy, chỗ này phải được 2 cân. 2 cân hơn đấy. Hơn đấy. Vâng, và để chuẩn bị cho cái món thịt lướng này thì cần phải có lá mộc mật các bác nhá. Lá mộc mật này, tỏi này. Đấy. Cái tỏi này làm được nhiều thứ nhỉ, đông bảo. Ừ. Mọi chữa được nguyên. Thứ bách thứ bệnh. Mấy một số gia vị nữa nhá. Đây nhà mình có ấy là cũng có mật ong một chút cũng có rồi, cho thích phết vào đi. Vâng, trước khi chúng em bỏ vào quay thì mình sẽ băm cái thơ thịt để cho nó ra gọi là pha hả? Pha. Này cho nó nhanh chín các bác ạ. Đấy. Các bác nhìn thế này thế nào? À, ngon chưa? Điểm 10 chất lượng nha, tí thì em mới ướp gia vị vào. Sao yêu bà, sao biết bà vui. Rồi để bà xa rau nhé. Xào lòn lắm các bác ạ. Ôi. Rau này cấy ngoài ruộng lên, rất là non. Nó mướn luôn.
bác ngồi chơi cho bà làm việc nhé. Ừ. Tí này em bỏ luộc à, bỏ xào một ít thôi còn đâu, bỏ luộc để ướm cho nham mình lộ. Vâng, và đã chuẩn bị những cái món rau trộn để không thể thiếu lạc rang các bác nhé. Con lạc thì rang lên để nó dã cho vào nó mới thơm mới ngon được. Bên Nhật có rang cái này không? Này mượn được đầu bếp bên Nhật về đây các bác ạ. Này các bác là rau kinh giới như em đây. Rất là rậm nhá. Đây, các thứ rau thứ húng này này. Bạt ngàn luôn. Cái rau muống trộn cho húng kinh giới, húng tép là rất là thơm nhá. Em ướp với cỡ khoảng nửa tiếng là bỏ vào xào. Cho một chút mì chính nè, một chút hạt lêm nè. Con ơi, ra đây bà, ra đây bà. Cho một chút hạt lêm nè. Cứ cho nhạt nhạt thôi, cho nó dễ chữa. Ôi giời. Sẽ xong bê đây bà. Đem cho một chút tỏi băm nha. Mình ướp được một lúc cho nó ngấm gia vị, mình ăn thì mình xào nó sẽ ngon. Nó thơm bà chưa? Nó thơm bà cái này, nó thơm bà cái này. Thơm bà cái, đu không nghịch, nghịch đó của bà nhé. Đó. Có mấy người tôi mời hẳn hai bớ to đấy các bác ạ. Ơi chất húng nha, húng kinh giới mới húng tép đây. Tí không đỏ nữa. Còn đây là tương bần này, tương lép đây. Một chút mì chính là cái ca cái xiều của bà đâu nữa ơi. Đây là mặt đường các bác nha. Thơm lắm, mới có tí ơi, con hò bà không? Con xuống đi tắm đi, ông tắm cho con. Con xuống, ở trên đi. Ra ông tắm cho. Rất là thơm các bác ạ. Đây, cho một chút ớt này nhá.
món lạc rang nữa là xong các bác. Ngon này không quyết định là cái mất lạc này đây. Cầm chối đi kia con. Để xong này là xong rồi, thằng Nam nó chiên cái kia. Thế. Mà nó chứ. Bạn ở đây là món thịt nướng ấy nhá. Đấy, thịt lợn mán nướng thế này. Cho vào nồi chiên không dầu. Rất là thơm, mùi mộc mật thơm lắm và gia vị nữa. Những người là trắng thì anh làm một tí nữa nữa. Trong thêm cho thêm mộc mật này. Ừ. Các bác ơi, đây là món tiết châu nhá. Chứ châu lông hỏi vừa thổi phải ăn lào. Chứ châu hầm đang ngãi nha. Thơm lắm các bác ạ. Xin chào bác thợ xây nhá. Hôm nay cuối tuần cách mình lại làm tí. Cải thiện. Cứt tươi, cứt tươi, cứt tươi. Vâng các bác ơi, đây là cái món thịt quay nhá, cho lời chiên không dầu được các bác ạ. Rất là thơm, rất là ngon. Đây nhỉ, em băm ở đây thôi nhưng tận trên Hà Nội ngửi đi thơm nhá. Ôi giời ơi, mê bác ở trên Lào Cai kìa, cứ khen xích gần xa này các bác ạ. Đấy cái món cứ cho xào thôi, còn để chị ướp hết gia vị hết rồi. Thơm lắm. Quên mua ăn ấy rồi. Dạ. Rượu quốc kìa rồi, nghĩa này quay qua thôi. Thì có thứ nói đây là con này chưa đi kìa. Nhanh nhồi. Đi vào cái nước nước thầy là thần thánh. Đúng rồi, nước thần thánh mà. Việt nào cũng đúng rồi, Việt kìa. Việt. Nhưng chuyên gia này, băm đạn quay này. Quay âm giam như mắc quay nước thần thánh. Thấy chưa, là mọi người thấy miếng thịt, băm miếng thịt nhét chưa? Quá xuất sắc luôn. Ôi trời ơi, đấy cái anh ấy đến uống rượu còn mang rượu đến đấy là các bác này. Rượu dừa này, còn cái gì nữa kia? Bỏ khô hả hay gì? Mực gì mẹ? À mực gì mẹ? Không thông cảm mà mất được kém. Rất là vui đấy các bác nha, cảnh chợ xây làm mệt thật nhưng mà rất là vui. Đây là rượu gì? Thâm thâm. À thế mọi người khỏe, hai người vui. Hàng xóm của nhà. Sâm này là sâm câu đấy. Đấy cảnh chợ xây các bác ạ, mệt thật nhưng mà cũng vui lắm, tự động viên cho mình như này. Là anh Hà Sao Gần. Chuyên gia xào từ châu đấy. Từ phòng ấy. Một khách sạn 8 sao ở Hà Nội về. trước là cũng làm ở bên các nhà hàng cao cấp đấy nhỉ, làm ở nhìn thấy lạ có chất không, chất hơn nước cất luôn nhá. Mùi thơm rồi đấy, rất là thơm nhá. Hôm nay là châu xào rau muống các bác ạ, chà hết rồi. Ừ, chị ướp gia vị cách đây nửa tiếng rồi, mì chính hạt lêm. Ừ, ý là tí mình có nhạt mình cho thêm mà thôi, thế là mình ngon. Còn các bác nhìn lại đủ ngon chưa, hai đĩa
lợn quay đấy các bác ạ. Rất là thơm nhá, rất là ngon nhá. Đây người đẹp bê mâm đấy, người đẹp trong ngõ tôi bê mâm đấy, thấy chưa, rực rỡ chưa? Tạo được mấy thợ đứng ở ngoài điều khiển thế này cơ mà, ai mà tay cơ mà yếu là sợ là run đấy. Em mới vui các bác nhỉ, quê các bác có vui này, quê em là vui lắm đó các bác ạ. Để cháu mới làm không? Ừ. Để cháu mới làm đây này. Này là rớt bông mưa quây quần đâu, không đặt cái gì nữa. Như kiểu bọn tộc ấy gì nhỉ? À đây đó. Như kiểu tộc ấy, ngồi đó trong này lắm hỏi. Quay ngoài chưa? Còn thích cái có lồi lấu là chút thích thì cho vào lồi lấu. Còn mỗi cái chảo kia đấy rồi chứ không có đúng để mỗi nơi phát cảnh chưa thật. Không có chảo hết vậy. Có rượu dìu nâng về cha cái như là cha tiếp nước kia. Mỗi cái như là cha tiếp nước cái đây. Hôm nay là gặp nhau cuối tuần. Vâng, xin mời bà con các bạn cùng xuống uống chén rượu nhạt cho mấy anh em thợ xây nhá. Bữa cơm thân mật của thợ xây hôm nay chỉ có món là châu bạc nhạc. Sáu tô muống, mận mán lướng trên nồi trên không dầu. Và đây là cái món là rau trộn các bác nhá. Các bác tiết châu. Tiết châu. Xin mời một con các bạn cùng uống chén rượu nhạt để mấy em thợ xây nhá. Đúng rồi đâu. Có đây rồi, cái này đó. Cái này này bữa cơm này chỉ có thế rồi đấy, không có thêm món gì nữa đâu. Ngon nhiều chỉ có món cơm tẻ nữa thôi. Đấy, còn đâu thì mồi này chỉ có thế rồi anh em tự các chú các bác thấy vui quá. Con nào ăn của vô phong nhà thuyết. Các bác nên đây thực sự bây giờ cháu không mời khách chú các bác. Thanh niên này là rất đẹp trai mà chưa vợ đấy nhá. Bán các cô gái nào đi không hiểu đi ít là phải lấy ý cái anh này mà nguyên bản đấy trông rất đẹp trai. Ngon đấy, quá ngon. Đấy dầu trộn đấy rất là đơn giản nhưng mà lại dễ ăn. Nói em nhá. Quán ở cái chỗ nào? Chỗ giữa này nè. Cái góc đấy cái quán thì gì đối. Đây báo cáo mấy người cả nhà yêu đây cái món rau trộn này, rau muống trộn nè. Đấy, món rau muống trộn nè, chơi trộn cái gia vị của nó nè. Ăn thì rất ngon. Cái gia vị nó gồm lạc này, húng này, mắm tôm, tương. Đấy, đầy đủ hết đấy. Quá ngon. Đấy, húng đó. Đấy, trong cái tay biệt ăn rất ngon, cái món này ăn đúng rồi, nói là ăn là nó là cuốn ăn tốn rượu. Tốn rượu mà là hình như là nó là rất là linh miệng. Uống nghe mát. Đây là riêng chi vũ thừa. Đâu này nhá. Nào có ăn alo nhá. Chú lấy nước cho con. Cái nước nhà bây giờ cũng phải vậy. Rồi nó về mấy ngày nữa rồi. Nó yếu. Thuốc. Anh mới sang tối anh ngồi với giờ anh mới vướng anh Nguyễn sang trước các anh nhưng mà anh Nhiên này anh ông này không về trước một ngày nữa hầu như là uống quá nhiều. Đi đâu uống là thiếu thôi. Thiếu là anh em tôi quá nhiều rồi. Bao nhiêu chắc quá nhiều rồi. Nó là quen rồi không ấy ở nồi thế rồi. Đây nó không giống đấy. Nó khá là ngon.
Ra toàn ra toàn ra đến chảy rồi, thấy đang mua hết rồi, mới toàn nguyên này. Toàn nguyên bà băm luôn ấy. Còn chín rồi. Còn chín rồi. Rồi. Quá đời gì dưới thì chết nó quay qua rồi mình. Nguyên nó quay rồi. Đất bằng gấm rồi mà cho ai và hoàn thành trách nhiệm của các bạn. Này đâu có được nhá. Nhá. Không phải ăn gì. Ừ. Ừ. Bảo cái lục bọc ăn thì mới cầm lại chứ không phải gấp lại cho. Nguyên ừ. Một con cho hết mày. Nguyên một con cho hết. Tao cầm lại nguyên một con đi được cầm. Trời ơi, con là hôm là cháu lấy chồng ấy. Cháu gái nào mà phân hóa hết rồi để lại có hai miếng là đúng ăn đâu. Quá cả đã đầu lại cũng tới rồi. Mang về ăn hết. Không ngon hơn ngon chứ này à, mình ở trong miền Nam cứ cứ phải nó phải có một con lợn này, con này để mầm để cảm ơn rồi để cảm ơn con này mấy chục cân nhỉ, con này chắc hôm đấy 20 cân còn có hơn 2 cân cho báo nhà có chỗ nó đặt 30 cân 40 cân ấy. Nhiều con nó một, nhiều khi ở trong nó không may thôi mầm mầm là đặt con lợn này luôn. Thường thường ở mình là thôi phố là hết phố này không đặt lên riêng thôi riêng một con thôi riêng cái này riêng thôi riêng gan được không trong quán sao đó ông bảo là cùng ăn đi tôi cầm hết cùng ăn cái đó đâu 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 cắt để ăn thì mình ăn tháo lắm thơm thế này cứ để bằng sắt làm gì đó một thoải mái đông mà cái này có ít người quá thôi đấy quên rồi đấy quên ui tay anh làm Không anh này bữa nay làm được không? Cứ quan mày ấy, đánh thái cho tôi bỏ nhau. Nóng luôn luôn. Chào tất cả anh em nhé. Với uống đâu mà này chứ không biết trưởng phòng rèn tí này. Vâng đi. Rất vinh dự hôm nay được này anh Phong chị Thúy. Với uống với anh em tổ của anh Vân xếp trưởng, xếp trưởng Vân. Anh nhớ đâu em dâu đặc đẳng cấp với cả chú nhé. Anh em đồ sẵn. Hay quá, thật là ngon. Uống đi, uống đi em, uống đi. Cả em có uống. Làm đẹp con trai mắm của bọn. Đúng là rượu ngon bạn Hiền. Đúng là rượu ngon phải có bạn Hiền. Chuẩn không cần chỉnh. Bạn Hiền hảo cái này ngon. Xảo chưa mà đến giờ luôn. Bà ông thằng này ngon. Đâu đây. Mọi ngon này giống không? Đó, đó. Thế là anh Vương Minh Tuấn sang từ đầu năm hả? Đi bắt đầu rồi đó. Chưa làm đâu rồi đó. Sớm gọi là cũng là mà tiền Chu đến nhà cháu thì cháu ở nhà còn trước là Chu đến nhà rồi ấy rồi cho cháu ở nhà thôi thì chú ơi cho một bài nấu chứ nhanh nhanh rồi nào biết đâu được cô ấy thì nó lại sao mình có cỗ ở đâu nhỉ cứ lại nhiều đi uống rượu hoặc kiểu gì cưới chẳng có cỗ tất tất đây là ở đây là cô cỗ tất rồi rồi ok út sáu Chúc sức khỏe anh Để hết cho cần chú còn xếp lại cái này. Đi. 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 Đi.
Thôi thay mặt cho tôi đấy á, xin cái chai rượu này mời anh em một chút mà cũng là cảm ơn anh em. Đấy, còn công việc của tôi là nó cứ xôi trái công là cũng thế này, còn nhờ vào anh em nó rất là nhiều. Đây, nói trước hết là cái chai rượu này xin là cảm ơn tất cả anh em nha, trong thời gian và những người thì là tới đây kinh doanh tao vẫn giúp đỡ chúng tôi. Công việc thế nào sao thế mà mãi mãi về sau này anh em mình cứ thế thôi. Đấy, đấy là cái đánh bí rồi. Bây giờ anh ăn nước thì coi chưa là nó bình thường thôi. Quan trọng là mình tìm cái niềm vui này. Rồi, ok anh, cảm ơn. Chú anh nhé, anh thương nhau. Nhắm bắt, nhắm hết chú nhé. Anh em mình cứ thế thôi nhé. Vâng. Chứ không phải nói nhiều ấy, nhiều nhất thôi. Thế là, cái đàm thế này. Ở đây anh em phải tình cảm chú ơi. Đây mở đi, đây gái, đây gái mát đi. Đây em mở, đây mát bắt anh. Chí... Chúng nói chung là có quản nhiều á, mình cứ tụt tụt từng... Bây giờ mình vẫn đóng đóng sầm người bé mà. Đấy, 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 thích ăn cả đầu tư rồi. Đâu, chẳng biết chú thần mà. Cả dưới đấy là khách mấy cái quán thì đâu rồi. Đương nhiên là nhà chú này đi ăn rồi. Đấy, cậu nào cũng đưa cái này nhận được thuộc rồi. Đấy, mà thì tuyết đường vậy. Tuyết đường thì ở trên đây sầm. Thế là quen. Chắc thuộc rồi, hết hết quen rồi. Quen với nhau. Ừ, thuộc thì đâu được quen. Đi chúc Tết 10 bên 2 mới hết. Chưa đến quán đi đó. Mấy trong tổ xây thôi, anh là đội trưởng thôi thì cũng công việc của anh cũng như là anh em cũng như kiểu của anh em thôi. Đấy, nhưng thôi thì em hôm nay thì cũng thấy anh em vui thì em cũng được alo thì em đến em vui với các anh. Tôi cũng nhân dịp đây cũng chúc sức khỏe toàn đội của nhà mình của chén rượu. Đó là tình cảm. Sức khỏe đi mong về chất lượng nào thôi. Sức khỏe đến đây thôi. Các nhân đôi chơi xin cảm ơn nhá. Vâng. Chấm như vậy là không biết hết hả? Chả hết rồi. Hết. Chú đã mời mình là phải hết đi. Dạ này không sao rồi. Cái này chắc là cả nhà. Thôi mà... Có đây không ấy? Cũng có cáo các bác là tí em phải chạy sớm một chút. Để em ngồi có việc mà. Chết được rồi. Công việc thì chú hỏi cho chú. Anh em mình... Chúng là cứ mời thôi. Cái chương trình là ở trong nhà tôi đấy là xong chuyện xong bà bác em thích thì thế này anh em vô tư đúng rồi, đĩa rau luộc cũng xong rồi, chẳng phải bạc của lạc luộc anh em mình cũng xong, có gì đâu mà quan trọng là vui đoàn kết thế thôi. Đấy xong người ta đồng biệt nhập tới anh em mình ngồi lai dai một tí cho nó đoàn kết. Lần sau nhé, lần sau thế làm hẳn mấy mớ nữa. Ăn cái món này là cũng ngon đấy. Lại ngon cái gân đây ngon. Ngon cái này rất ít. Ừ, lúc thái thì cảm tưởng nó dai lắm nhá, thế nhưng mà ăn giờ lại ngon. Và làm công ty. Cháu làm công ty. Công ty ở đâu? Ở ngay cho nhà Chư Tuấn mà. Công ty về nhà có việc làm. Đi về nghỉ thôi. Nó ở vườn. Chả thấy đâu. Việc làm về đấy nhá. Kia là anh em mình để đàn ông chưa? Về nhà nó có ở vườn nữa. Không phải ai chứ này. Không phải ai. Thế rồi. Thế rồi. Thế rồi.